bén duyên với ống hút bằng tre từ năm 2015, sau đó là ống hút cỏ bàn. Lý Chính Nghĩa mang tới người tiêu dùng những sản phẩm thân thiện với môi trường, thay thế các loại ống hút nhựa được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. Việc khởi nghiệp của chàng trai gốc Hội An này chỉ là một sự tình cờ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là Nghĩa đã biết cách để nắm bắt cơ hội hướng đến xu thế chung của thế giới hiện nay là sản phẩm xanh, sạch và thân thiện. Cách đây khoảng 2 năm thì một người bạn bên Mỹ về, có cầm thêm hộp ống tre của bên Thái Lan sản xuất và bán trên Amazon. Thì lúc đó thì mình cũng thấy sản phẩm nó mới mẻ và nó cũng khá thú vị. Thì bắt đầu mình mới lấy ý tưởng và làm xuất ống hút tre trước. Là mình cũng đi tìm giống tre mà dùng để câu cá cho cái bàn chải ngày xưa đó. Thì mình làm thử một số ống hút tre mẫu. Thì thời gian đầu thì mình phải mất khoảng 3 tháng để hoàn thiện làm và bắt đầu sản xuất được một số lượng cũng tương đối. Lúc đầu khi ra thị trường thì người ta đó sẽ tiếp nhận rất là khó. Và giá thành lúc đó khi mình vẫn chưa chuẩn hóa được cái quy trình thì giá thành cũng khá cao so với hiện tại. Năm 2017, Nghĩa chính thức lập công ty thương mại dịch vụ Hội An chuyên sản xuất ống hút tre và ống hút cỏ bàn thương hiệu là xanh. Ngoài vật liệu bằng tre, cỏ bàn trở thành sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp này trong việc sản xuất ống hút. Cỏ bàn không xa lạ với người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chúng mọc bạt ngàn ở vùng đất ngập nước như Đồng Tháp, Long An, Hà Tiên. Từ xưa, cỏ bàn được sử dụng để làm đồ thủ công mỹ nghệ như nón, chiếu, túi sách hay làm tranh lợp mái nhà. Từ vùng nguyên liệu ở Long An, Nghĩa thu mua, đục bỏ các ngăn bên trong ống, phơi khô và cắt theo độ dài từ 18 đến 20cm. Công đoạn cuối cùng là đóng gói và mang ra thị trường. Ống hút cỏ bàn là sản phẩm mới, thân thiện với môi trường, không chất bảo quản, màu tự nhiên và đặc biệt là có thời gian bảo quản khá tốt. Nếu để ở môi trường khô ráo, thời gian bảo quản kéo dài đến 18 tháng. Nếu so với ống hút bằng tre được làm bằng máy, thì ống hút cỏ bàn bắt buộc phải làm thủ công do đặc thù của thân loại cỏ này mỏng, dễ dập nát, tư đầu nếu dùng máy cắt. Vì thế nhân công phải hết sức tỉ mỉ. Em thấy công việc này á, nó vừa bảo vệ môi trường, nó vừa giúp cho môi trường nó không bị ô nhiễm nè, nó cũng khá là nhẹ nhàng nữa, nên là em nghĩ là công việc này sẽ có nhiều bạn đến làm. Khó nhất là cắt, bởi vì nếu mà cắt không có nhẹ nhàng khéo léo thì nó sẽ bị bể đầu ống. Những ống hút tự nhiên như ống hút tre vào cỏ thì cái khó nhất đó chính là mình kiểm soát chất lượng và sự đồng đều của sản phẩm. Và đây thực ra đây là sản phẩm tự nhiên nên cái phần của mình làm phần lớn là thủ công handmade và sự tham gia của máy móc nó cũng hạn chế. Hiện mỗi ngày xưởng của Nghĩa sản xuất 15.000 ống hút cỏ bàn, 7.000 ống hút tre cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Giá bán dao động từ 600 đồng đến 1.000 đồng một ống. Sản phẩm cung cấp cho các thị trường chính như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hội An và xuất khẩu. Trong vòng 2 năm, La Xanh phân phối ống hút rộng rãi đến nhiều resort, nhà hàng, hệ thống Style Coffee, Vinamid, Wahi, Hawaii, nhiều chủ nhà hàng ở Israel, Đức, Ý, v.v. Cái ống hút cỏ này rất là thân thiện với môi trường, nhất và hai nữa là dễ phân hủy. Với thị trường nội địa, Nghĩa chịu khó tiếp cận trực tiếp khách hàng, người tiêu dùng để tiếp thị sản phẩm. Ngoài ra, thanh niên này còn phân phối qua các sàn thương mại điện tử như Tiki và Lazada và website La Xanh. Riêng với thị trường quốc tế, con đường tiếp cận của ống hút tre và ống hút cỏ bàn ban đầu được thông qua khách du lịch. Đây chính là chìa khóa để giúp các loại ống hút của Nghĩa vươn ra thế giới. Hiện mỗi tháng, doanh thu từ ống hút cỏ và tre của Lý Chính Nghĩa đạt tầm 350 triệu đồng. Sau khi trừ tất cả các chi phí, lãi ròng đạt được trên 100 triệu đồng. Trong đó lượng xuất khẩu chiếm trên 60% doanh thu. Với xu hướng hiện bây giờ thì hiện bên xưởng mình cũng là nhưng mà vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường lắm. Vì mình còn có dòng xuất khẩu của mình nữa. Một phần là hạn chế về nguyên liệu và một phần là vì hao tổn về nhân công quá nhiều. Mình muốn xây dựng một hệ sinh thái của những sản phẩm giống như mình để mọi người có một cái sân chơi chung rồi một cùng nhau cái kênh phân phối để lan tỏa giá trị nhiều hơn. Có thể thấy rằng, việc sử dụng các vật liệu thiên nhiên đang là xu hướng chung của thế giới. Đặc biệt, ngày càng có nhiều quốc gia cấm sử dụng bao bì một lần, yêu cầu sử dụng vật liệu tái chế để bảo vệ môi trường. Đây chính là điều kiện, là cơ hội tốt để Lý Chính Nghĩa phát triển thị trường về dòng sản phẩm ống hút từ tre, cỏ trong thời gian tới đây.